Đây chính là những lý do mà nhiều bạn yêu thích máy ảnh Canon và tìm mua những chiếc máy ảnh Canon. Xem hết video này thì các bạn sẽ hiểu tại sao có nhiều bạn yêu thích những dòng máy ảnh Canon như thế này. Chào các bạn, mình là máy ảnh review. Hôm nay mình sẽ giới thiệu những chức năng của chiếc máy ảnh Canon này nhé. Khoảng 2 tháng gần đây thì mình thấy rất nhiều bạn hỏi mình là tìm mua những dòng máy Canon IC. Thì qua tìm hiểu thì những chiếc máy Canon IC này chụp ra màu khá là đẹp, khá là ưng ý. Các dòng máy Canon sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Canon IC200. Thì hôm nay review sẽ giới thiệu các bạn những chức năng của máy ảnh Canon IC200 này để các bạn hiểu hơn về chiếc máy này cũng như là so sánh với những chiếc máy khác. Đầu tiên thì các bạn bấm vào đây ha. Thì máy Canon IC200 này thì có độ phân giải của nó là 20 megapixel, rất là cao luôn ha. Máy thiết kế khá là xinh, khá là đẹp và gọn như thế này. Mình cầm trong lòng bàn tay như thế này ha. Thì máy này cũng khá là mỏng luôn. Thì cơ bản thì máy này có nhiều chức năng chụp ảnh. Ống kính của máy này là zoom 8x. Ở trên đây nó sẽ có 3 cái chức năng chụp. Mình bấm lên đây một cái là chuyển qua chế độ Easy Mode. Mình bấm đây, mình bấm giữ như thế này nè. Thì nếu mình chọn Z là nó sẽ chuyển qua chế độ Easy Mode. Chế độ Easy này là rất là dễ sử dụng, áp dụng cho các bạn mới tập chơi hoặc là áp dụng cho trẻ con. Ví dụ như mình đưa cái máy này cho trẻ con chụp hoặc là đưa cho những bạn mới tập chơi đó, thì các bạn sẽ sử dụng chiếc máy này rất là đơn giản, rất là dễ luôn ha. Rồi trường hợp thứ hai thì các bạn bấm lên trên đây, mình giữ đây nè. Mình chọn qua Z này là mở chế độ Easy đúng không? Rồi bây giờ mình bấm lên trên đây nè. Mình chọn qua đây là Cancel là mình tắt chế độ Easy ha. Khi mình tắt chế độ Easy nó sẽ chuyển về chế độ Auto. Chế độ Auto cũng là một chế độ dễ sử dụng, áp dụng cho các bạn nào mà mới tập chơi hoặc là các bạn không biết gì về máy ảnh thì các bạn cứ chuyển về chế độ Auto. Ngoài ra mình bấm lên trên này một cái nó sẽ chuyển về chế độ B. Chế độ B là chế độ RAW RAM ha. Thì chế độ RAW RAM là chế độ mạnh mẽ, nó cho phép mình chỉnh được rất là nhiều chức năng trong máy. Thì cái máy này thiết kế thì khá là đơn giản và các phím bấm chức năng rất là đơn giản, rất là dễ sử dụng. Ngoài ra máy này có chức năng quay phim thì các bạn bấm vào nút này nó sẽ quay phim ha. Thì khi mà các bạn chuyển về chế độ RAW RAM thì trong máy này có rất là nhiều chức năng và nhiều chế độ. Ví dụ như mình bấm vào nút phấn sinh xét này, bấm nút OK á, thì trên này nó sẽ cho phép mình chỉnh. Thứ nhất là chỉnh về đo sáng nè, chỉnh về quay ba lăng nè. Khi các bạn chỉnh về quay ba lăng thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là mình sẽ chỉnh theo kiểu màu này màu kia. Thì mình sẽ có những clip riêng giải thích các bạn chỉnh về quay ba lăng như thế nào. Ở đây là chỉnh về ISO ha. Đây là chế độ B, là chế độ chụp ảnh. Khi các bạn chuyển vào chỗ này, các bạn bấm nút qua bên đây đó, thì nó sẽ có những cái chế độ chụp ảnh khác. Ví dụ đây là chụp có chế độ chống rung, đây là chụp chân dung, đây là chụp hẹn giờ, đây là chụp nơi thiếu ánh sáng, ở đây là chụp monochrome tức là chụp theo kiểu màu trắng đen, đây là chụp hiệu ứng fish eye là hiệu ứng mắt cá, đây là hiệu ứng toy camera, đây là hiệu ứng miniature, ở đây là hiệu ứng là super vivid, và đây là poster effect là hiệu ứng poster, và đây là chụp ảnh firework là chụp pháo hoa, xuống đây là chụp vào ban đêm. Thì đối với các bạn mà yêu thích chụp ảnh theo kiểu màu vintage, các bạn có thể chuyển qua chế độ poster này hoặc là chỗ mà super vivid này thì cái màu nó sẽ thay đổi tí xíu. Ngoài ra cái chế độ mà miniature này là một chế độ hiệu ứng thu nhỏ rất là hay, rất là hấp dẫn, mà trên kênh của mình có một clip đã giải thích riêng về chế độ hoặc là hiệu ứng miniature này, các bạn có thể nghiên cứu vào clip đó. Thì đây là các chế độ chụp ảnh của nó rất là nhiều ha. Các bạn có thể chuyển về chế độ chữ B. Sau đó mình bấm vào phấn sinh xét, mình xuống dưới đây thì là chỉnh về bù trừ sáng. Đây là chụp chỉnh về hẹn giờ, đây là chỉnh chế độ chụp ảnh là chế độ lấy nét, đây là chụp chỉnh về chất lượng hình ảnh. Đó, đây là chất lượng quay phim. Thì mình vừa giải thích cho các bạn những cái chức năng của cái máy này rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể là bấm vào chữ menu này, bên trong của máy có một số cài đặt khác nữa, ví dụ như là chỉnh về khuôn lấy ảnh, chỉnh về zoom digital, chỉnh về chế độ lấy nét liên tục hoặc là không. Chỉnh về e contrast là độ tương phản thông minh, xem là hình ảnh đã chụp hoặc là chỉnh chế độ red light. Đặc biệt cái máy này thì có thể chụp hiện ngày tháng lên. Một số bạn thích chụp mà có cái ngày tháng lên trên ảnh đó, thì các bạn chỉnh chỗ này nha. Các bạn có thể bấm vào đây và các bạn bấm qua bên đây thì đó là cài đặt bên trong. Cài đặt bên trong này thì nó cho phép mình chỉnh về ngày và giờ, chỉnh về chế độ tắt mở ống kính, hoặc là các bạn chỉnh về chế độ eco mode tức là chế độ tiết kiệm năng lượng. Power save này cũng là tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra là có một số chế độ khác ở đây nha. Thì khi mà các bạn có mua máy ảnh review sẽ có những cái clip hướng dẫn sử dụng riêng cho các bạn, và các bạn xem clip là các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Thì trong cái clip này là cái clip mình làm nhanh, làm video ngắn để mà giải thích những cái chức năng cho các bạn hiểu hơn về chiếc máy này. Thì các bạn hoàn toàn có thể xem clip này để hiểu rằng một chiếc máy ảnh nó sẽ có nhiều chức năng chụp và nhiều chức năng chỉnh. Đặc biệt là khi mà các bạn, đối với các bạn mà thích chụp chỉnh theo kiểu màu này màu kia đó, thì các bạn xem ở chỗ quay ba lăng đó mình sẽ chỉnh được. Thì review cũng có những cái clip riêng để giải thích riêng về quay ba lăng để cho các bạn hiểu về quay ba lăng là gì, chỉnh quay ba lăng như thế nào,
chỉnh theo kiểu màu tươi sáng như thế nào, chỉnh theo kiểu màu tông nóng tông lạnh như thế nào, thì các bạn xem những cái clip đó giúp mình nha. Ok, thì cơ bản một cái clip ngắn ngủi để giải thích cho các bạn về chiếc máy này nha. Hy vọng là các bạn sẽ yêu mến mình, ấn nút đăng ký kênh và ấn nút like để chia sẻ clip này cho nhiều bạn bè để hiểu hơn về kỹ thuật nhiếp ảnh, đặc biệt là chiếc máy ảnh này Canon IC200. Ok, cảm ơn các bạn nhé. Chào các bạn.